Ngoài cái tát hôm trước thì đêm qua con còn đánh thằng con chú ấy và bị đưa vào đồn ạ. Anh ta có người nhà đến bảo lãnh, chắc là chú Lâm cũng biết rồi đấy. Ngọc, còn hết lúc để gây chuyện mà lại gây chuyện vào lúc này hả? Sau khi bị đưa vào đồn, con còn nhảy xuống hồ và được đưa vào bệnh viện. Cái gì? Con là đứa thiếu dạy dỗ, là nỗi thất vọng của mẹ như thế đấy. Và từ bây giờ con sẽ không đến đây để cho mẹ ngứa mắt nữa. Tôi mua cho chị cái này, coi như là lời xin lỗi. Sao thế? Không có gì. Tôi không nghĩ là ở đây cũng có trà sữa đâu. Thế thì đừng có ném đi. Có lần chị ném thẳng nó vào mặt tôi đây này. Sao đây? Ngọt quá. Còn không thể chịu được. Tôi yêu thằng Chí. Tôi yêu nó và tôi muốn bảo vệ nó, như thế là sai à? Nhưng anh thì sao? Anh và cả thằng bạn khốn nạn của anh nữa là muốn đẩy nó vào tù. Anh đã gây ra bao nhiêu thứ cho Cao Dường. Anh đã làm cho cả tập đoàn Điêu Đường, anh đã làm ảnh hưởng đến bao nhiêu con người. Anh đã làm cho tôi vất vả ngày đêm. Lúc em tôi còn cần nó gọi tôi thì tôi không thể về được. Bây giờ thì mẹ tôi từ tôi. Em trai tôi không gọi tôi là chị, anh đã vừa lòng chưa? Hay bản thân anh vẫn chưa cảm thấy vừa lòng, và bây giờ anh muốn